Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 07. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 232. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2874, 3856, 7673. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4629. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80779, 26994, 35867, 35197, 59331, 62153, 28942. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42210, 30491. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42587. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 68384. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 010427. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 010427.